Ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT chủ trì lễ ký kết. Dựa trên nguyên tắc trách nhiệm, sáng tạo, cùng phát triển, Ủy ban Dân tộc và tập đoàn FPT sẽ hợp tác toàn diện 5 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc thiểu số, phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động CRS hay trách nhiệm xã hội, an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách quan trọng để từng bước hỗ trợ, phát triển kinh tế xã hội cho các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc. Các đơn vị của FPT sẽ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ phát triển. Đây chính là hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để đồng bào miền núi, tiến kiệm miền xuôi về toàn diện trên mọi mặt. Trong đó có vai trò rất quan trọng của công nghệ thông tin. Với mục tiêu trọng tâm đã đặt ra, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban xác định, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thời gian tới. Để đạt được nhiệm vụ này, rất cần sự tư vấn, hỗ trợ của cơ quan chuyên trách của chính phủ, cũng như sự đồng hành của các tập đoàn, công ty hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam như tập đoàn FPT.